Tính đến cuối tháng 11, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt trên 200.000 ha, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng rừng khai thác lại tăng lên, qua đó khiến cho diện tích rừng tại Việt Nam đang thu hẹp lại dẫn đến nhiều nguy cơ về môi trường trong tương lai. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 11 năm 2016, diện tích rừng đang có chiều hướng thu hẹp lại do số lượng khai thác tăng lên, trong khi đó số lượng cây rừng được trồng mới lại không đáp ứng đủ, thậm chí là có chiều hướng giảm so với năm ngoái. Cụ thể, số lượng rừng bị khai thác tính đến thời điểm này đạt 8,5 triệu mét khối, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, những con số về cháy rừng, rừng bị phá hủy cũng có mức tăng đáng kể, với con số gần 3.400 hecta, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Còn đối với diện tích rừng bị phá là hơn 1.100 hecta, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng rừng được trồng mới lại giảm đi. Rừng phòng hộ đặc dụng được trồng đạt 14.300 hecta, giảm 34,7%. Con rừng sản xuất được trồng lại đạt 186.300 hecta, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng báo động đối với môi trường tại Việt Nam, đồng thời cũng khiến cho các hiện tượng thiên tai như bão, lũ lụt có cơ hội tàn phá mạnh hơn khi thiếu đi những cánh rừng bảo vệ.